unlock được team effect này, 10% team armor capacity, 3,5% team damage. Ngon. Vào thôi. Test mic, test mùng các thứ, xong chưa, xong chưa, ok. Bố mình đánh team. Ok. Ui, nó căng. Hot nào. Nghe căng, thế nhở. Witch clan restore. Và đi 15 máu, 15 và đi mấy cái position mà. Shop ra đây này, tôi shop cái team Samit Sense stamina nhá. Bây giờ để tôi xem là hồi máu kiểu gì. Tôi mua một đống đạn này này. Shield này. Bằng đết này. Pain. Bây giờ xem con này nó heal kiểu gì đã. Cái upgrade này là upgrade được mỗi trong một ván thôi. Sao bây giờ lại phải upgrade lại này. Hình một ván thôi, một ván thôi. Đấy. Nó không hiểu là con này nó heal cho team kiểu gì ấy. Có ai mua này làm gì đấy? Biết. Này cái gì đấy? Firepower 5%. Cái đấy như là bom à? Không không, cái này là của cái tay ấy. Tay gần cái của cận chiến. Ok, đi luôn. Ông lấy đi. Tôi full rồi. Tôi có rồi. À, thằng này cầm 249 à, thằng boss này. Đúng rồi đấy. À đâu, em một em ở đây à. Rồi, đi. Sure, keep hitting me. Love it. Mẹ. I'll take it. Chém cái gì ấy? Ê, tiền ơi, tiền đâu ấy? Tiền hơi xa. It's been forever since it broke down. I say we head to the bar. Then at least we can have a drink. Có tiếng cười cười nữa thì nhỉ. Is working. That'll draw him in right enough. Còn gì? Sao con cũng bị lại cười thế? Không. Zombie chứ còn cái gì? Trời ơi. Peaches. À kìa. Tôi đã không biết con doctor nó heal kiểu gì. Thì chắc sao vào nó tự heal thôi. Rồi, giờ đi đâu vậy? Head to quest bar. Đây. Đi đường kéo ra. Ừ. Nhiều cửa chưa mở lắm mày. Đây là nhóm của mình này. Mark nép gan. Uzi. Guess that's mine. Bi ơi. À thôi để em băng đét cho, để em băng đét. Bởi vì em đang hết máu. À, có một cái rồi, không cần. Thế đây để em cầm này. Rồi đi. Đi nào ấy? Đéo biết đường nào luôn ấy. 70m, cửa ra ở đâu ấy? Không biết luôn. Đây à? Ơ, có cái hộp heal này, không ai heal à? Hả? Ở đây có phải xuống đây, có phải xuống ai đây. Ai yếu máu? Ông ơi, vào đây heal đấy á. Nhưng mà có mất tiền không? Vào đây này. Không. Nó ghi là for free lộn charges. Rồi. Ở ngang đây rồi. Không. À, free charge. Ok, rồi. Đi. Xuống. Giáp kìa. Melee này. Peaches. À, có cái bandit này. Ông ơi. Mine. Đây, bandit. Ammo. Tôi có rồi, bật giáp đi. Tôi cũng có rồi. À đây, thế tôi hồi luôn. Thế tôi hồi luôn, tôi nhặt. À không, tôi full rồi. Thôi. Đi thôi mọi người. Trong đây có đạn các thứ này, có ai vào nhà trong này. Em phun rồi. Ô, con to. Ô, nó phun đấy kìa. Ôi, sao lại cầm cái khẩu tay ấy chứ lại. Checking the vehicle. Mine now. The real. Sao phải cứ nạp đạn khẩu này nhỉ? Để cứ thành thói quen đi. Chứ hết đạn đã nạp rồi. Rồi, đường nào ta? Bắn đổi thế này à? Nope. À, treo lên. À, tôi
tôi nãy tôi chọn Doctor nhưng mà bây giờ tôi lại đổi sang con này tại vì lúc chơi ban đầu campaign là tôi đang dùng con này. Bảo sao? À. Ủa, linh nhiều ấy. Cắt free các thứ này, cắt free các thứ này. À, nhiều tiền lắm, nhiều tiền lắm. Lấy gì lấy được hết đi. Còn cái gì này? Ồ, nhiều nhiều tiền lắm, nhiều tiền lắm, cứ lấy hết đi. Chẳng gì nữa kìa, tập gân này. Ây da, có mô tô lock cái gì ấy. Đây có cả tiền này. Đạn, một đống đạn. Nhiều đồ lắm. Jukebox là cái gì đây? Cái nhạc thôi. Kìa kìa kìa. Ây da, hóa ra là bọn nó gọi cho mọi người đến à? Bây giờ à, hóa ra là vậy, không sao, thủ nhà đi, mình có nhiều đạn đây mà. Tao dùng súng máy này là thoải mái đi. Tao ở đây. Tao nhiều đạn lắm súng máy. Hay sao? Nhàng kiến đấy, đi vậy đúng chứ vấn đấy. Tao có nhiều đạn lắm súng máy ạ. Con full kìa. Ủa, con to, con to, con to. Ai 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 Fix the juice box kìa, fix the juice box kìa. Fix cho nó có mật lại không vậy? Không biết luôn nữa. Thử lại bằng đét à? Đau quá. Had worse fights from a minnow. Bạn đâu nhỉ? Kiểu mà nhặt hết đạn đi, tao có bắn. Rồi, tôi nhặt hết đạn rồi. Có monolog mọi người mẹ ném ra hết luôn kìa. Có nhiều trong đây cho nên nhiều lắm này. Lấy hết luôn đi. Give me a minute. Take this ammo. Ammo here. Rồi thích đi. Thích là nó lại báo hiệu lên lưỡi mà. Em quen cảnh tiếp à? Ừ, quen cảnh này giống vậy. Quen cảnh này lắm. Cái này là cái gì? Đấy. À, thú vị quá. Mỗi người một hướng. Thay to, thay to. Vừa bắn phải đít ai ấy. Em biết đến này. Em biết đi đâu ấy. Đây con tay to rồi. À tôi hết. Tôi hết đạn rồi. Mày nhặt súng khác. Cầm con đạn khẩu shotgun mà bắn. Ờ đổi súng sang súng khác bắn. Ủa trên 6 là cái gì đấy? Ai giải thích được không? Biết luôn ạ. Thằng nào sửa cái máy tiếp đi. Được. À, mình đang câu rồi để cái xe buýt đi cứu người ấy kìa. Ờ, đúng rồi.
Từ từ em đến đường ba đét đã. Này là dậy. Ơ nhưng mà không biết ở đây còn máu không ta? Tôi đang dùng người tăng đau quá. Thôi, cầm tạo khẩu khác rồi, khẩu này hết sạch phần đạn rồi. Khẩu gì ta? Nào, pick kia đi. Từ từ, để nhỏ khẩu súng đã. Đặt cho gắn này. Đây. Ngoài cửa này cứ để tao lo, tao giải cái xích ở đây rồi. Ơ, nó lại tôi ra cái gì nữa kìa, ngon đấy. Ngoài mấy cái xe này thi thoảng có đồ trong xe. Rồi, em nhặt xong rồi. Pick nha, pick nha, pick nha. Pick đi. Pick nha, pick nha. Pick đi. Rồi, em nghe thú vị nhỉ. Bọn nào, con đằng sau, đằng sau. Loại mày. Ơ, vẫn chưa bắn được con to này à? Con đằng ở bên ngoài tôi quẩy hết bọn này luôn này. Quẩy hết luôn. Escape in the Humvee. Humvee là cái gì? À, lên xe đi. Đi thôi anh em ơi, lên xe đi thôi. Đủ xe buýt rồi, đi thôi. Đi. Ok. Còn thằng bot kìa. Ok. Đang có phim à? À, đúng là phim rồi đấy. Wow. Phim. Ôi. Sorry. Ấy, anh bị lái xe. Sorry. Giống cái phim Zombie Land này, cái gì ấy. Mẹ, đúng phim luôn. Ủa chúng mày. Ôi, ván này easy vậy. Không, chắc tại mình quen rồi ấy. Không, ván này kiểu chỉ đứng trong đấy thôi, không phải chạy nhiều ấy. Phải kiểu cứt thật. Có tiền mua thẻ rồi. À, tự nhiên tôi đi mua stamina thì phí vãi. Ông nghĩ là nó sẽ xong cả cái dây này luôn mà. Hết cái ắc, hết cái ba cái này à, sao lại cái mới rồi. Gì không phải. Ôi từ từ có con mới này. Gì? Ôi có mấy con mới liền ấy. Thôi it's out and on you. Đần ác. Ôi trông mày sợ đấy. Từ từ em đáp fan. Con này nó nói là cái gì? Snit mutation emerge. Vào đi mọi người. Vào đi mọi người. Complete level of the life required and you may make it through. Tức là khi tức là phải im lặng. Nhiều ấy. Em vừa thả ra đấy. Từ từ vào đi mọi người ơi, trời ơi. À rồi. 3. Ôi stamina này, cái stamina này. Cái stamina này. Có dùng cái card cho team là nó mất à? Nó hao à? Từ từ xem nào, head into town and search for lost supply. Nghĩa là cái này cần chạy này. Thì phải thằng kia mua đồ đó cũng nhảy mấy anh thùng kia. Kiểu mình ấy kìa. Boss defeat, ây, này, boss defeat đấy nha. Boss defeat được cộng tiền, cộng có thứ ấy. Chơi đi. Tối á. Tối thế. Vỡ ờ. Đi nào. Let's go. Xung quanh đây còn yên lành lắm. Con thằng boss kia trông nó thiếu máu ấy nhở. Boss có biết tự nạp máu vậy. Ôi. Bỏ breaker này. Rồi. Hay là con này là phải đứng yên. Tôi không nghĩ thế. Tôi nhớ là có một con là mình phải stay quiet đấy. Đúng rồi bắn đây, giờ bóp kìa, bóp kìa. Bay đồ cái đáp bắn rồi. Lại đuổi theo thằng bot của mình ạ. Cứu nó đi. Bắn vào mấy cái điểm weak spot nhá, đấy là mấy cái điểm điểm sáng ấy. Đấy, điểm sáng, đúng rồi.
nó chết rồi, nó chết rồi. Chết chết chết. Rồi tiếp theo rồi, đi tiếp, đi tiếp. À trời tối ạ. Có mới rồi, có mới, có mới, có mới, có mới. Có con này về. Gọi team, nó gọi team, nó gọi team. Đứng trong cửa, đứng trong cửa, đứng trong cửa. Như con đấy nó không được bắn nói sao ấy. Đứng trong cửa mọi người, đứng trong cửa, đứng trong cửa, dễ bắn thôi, đứng trong cửa, dễ bắn thôi. Đứng trong cửa, dễ bắn thôi. Cái đấy nổ sao ấy? Ủa đấy. Scalo này cũng có 20 viên một băng ạ. Vãi cút thật. Sao? Ok ok. Rồi 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 rồi. Rồi nó không có mục tiêu ở đâu nhá thì nó không sao. Rồi đi nhé, khi nào mà nó có mục tiêu thì mới phải chạy thôi. Đồ này. Tôi đang chưa có cái gì hết. Trên này có mấy cái có đạn này. Trong mấy cái ô tô có đạn đấy. Ê mọi người vào đây vào đây vào đây. Vào đây mọi người, từ từ vào đây vào đây vào đây. Vào đây vào đây vào đây vào đây. Open crate này. Đạn. Hát, hát xin chết. Không có gì đấy. Không có đạn gì không được. Shotgun. Tôi có nên cầm shotgun rồi. Hey, hết đạn rifle rồi đâu. I'll take that. Ừ, tôi nên cầm đạn shotgun bởi vì ấy. Bởi vì có đạn mà. Ồ, tới đây, tới đây, tới đây. What's my back? Thằng boss này nó đéo biết tự heal. Không có gì cả. Ủa, con đấy không giết được à? Đi tiếp rồi. Ủa? Gì đấy? Đi mẹ vừa bắn vào. Tiếp vào. Không phải có đồ này. Hộp này. Ôi, tôi nhặt cả bét gì đấy. Ngoài đông ấy. Trong nhà này. Mọi người ơi. Nhà sao? Có cái hộp gì này? À rồi tôi cầm này rồi. Tôi cầm này làm gì? Xu này. Ôi chết mẹ rồi. Đứng ngay. Một người đằng sau, một người đằng trước. Một người đằng sau. Real monsters come out. Pipe bomb okay. Here. À, cái gì đấy? Cái gì đấy? Quam gì đấy? À, cái con đấy kìa. Oh. Rồi. Cầm kia làm cái gì? Bây giờ làm gì? Find the deliver and supply box to the safe room. And supply box có phải là cái em đang cầm không? Complete the level with all cleaner alive. Đây này, em có cầm số 5 này, đang cầm số 5 này. Nó là cái gì ý? Ồ, nó là cái gì ý? Mine now. Cái cửa gì đấy? Đang cần toolkit mới mở được. Hay là em có toolkit này? Mở thử nhá. Thôi, trong này có đồ thôi, không có gì đâu. Không có đồ thôi. Yeah. À, có đồ chứ không có gì.
Nếu có máu thì sao? Bây đi thật à? Bây đi đi thẳng luôn à? Ừ, trong đây trong cái nhà này, trong cái phòng có nhiều thứ rồi. À, đây, trong nhà thật. Ê, mọi người vào đây, vào đây. The Red Dead Fabricate Loan gì đây? Vì vai hiệu. Like, Red này. Like, wait, stop. Read the sign này. Bandit này. Defibrillator này. Cái đấy là cái gì đấy? Cái defibrillator là cái gì? Mấy cái đấy cứ nhặt đi. Tôi nhặt tôi đang cầm cái đó, tôi không. Đây, cái bóc này đang cần carry đến safe room này, anh cầm cái bóc, cái bóc này. Cái gì? Bóc gì? Anh cầm cái bóc đi, bê đến phòng an toàn. Em cầm. Một người có đánh không? Ông hay bắn gì để tôi cầm cái đấy cho. Được rồi. Đây nhá, tôi thả. Đây, lấy đi. Rồi, bà cầm đấy. Okay. Rồi, tôi bắn nhá. Ok. Nào, đi, xếp luôn đó. Có gì nếu mà không... ấy thì chắc là phải thả súng bắn. Cầm tận 2 đấy ạ, 2... cảm nhận cả quái to à? Gì đấy? Kìa. Yeah. Ra. Ok. Đi đâu? Anh nghĩ là phải đi tiếp ấy, đi tiếp. Đi. Đúng rồi. Ok. Này có cái crate này. M16 này. Alo nó. Cầm khẩu gì đó. This will be our little secret. Này em nó lấy cái bóc kìa. Okay. Rồi, bây giờ đi đâu bây giờ ấy chứ, đang không biết đi đâu rồi này. You'll need this. Ammo. Hiu. Có đi con mẹ mày, anh nhầm, xin lỗi. Mẹ nè mày. Con mẹ, em ấn nhiều dùng, bịt con mẹ thế là đéo rút lại. Có rút lại được nha, em ấn nhầm. Mẹ. Má mày, quả này lên video chắc chết. Chịu luôn. Ồ, rồi đi tiếp rồi, đi tiếp rồi. Đi. Nice to meet you too. Tao cầm bóc rồi. Quên đằng sau rồi. Bên phải, hiểu lắm mày. Cầm bóc này bấm V vẫn đánh được. Ồ đúng rồi, V đánh cần. Cùng kìa. Ồ rồi. Ê. Cái này khó chịu ấy nhở. Mở quét này. Mọi người ơi. Có băng đít này mọi người ơi. Dùng đi. Anh nhiều máu dùng băng đít gì kìa? Đây băng đít này. Tôi không tăng được máu. Dạ, yeah, rồi đi tiếp đi nào. Nó lại hiện là cái nhiệm vụ là nó lại hiện 60m đây nhỉ? 54m ở đây nhỉ? Xếp đây, từ từ. Đây. Vào đây. Đây, xếp room bà ơi. Xếp room này. Không được. Bi ơi. Xếp room này Bi ơi. Nó hiện cái room của tao. À. 20m ở đây là cái gì? À, cái bóc thứ hai. À đây, set room đây á. Đặt vào. Đặt xuống. Cái bóc thứ hai đây. Rồi. Nó đang chạy đến rồi. Từ từ, đi rồi. Một người. À, rồi, ok. Đây. Quay đây còn gì không? Đóng cửa.
What? Sao lại có cái hình đầu lâu đằng kia là cái gì đấy? What? Bác 2 bóc phải xếp luôn cái gì nữa? Mình sai, mình có thiếu cái gì rồi? Từ từ, mình hơi thiếu cái gì ấy. Ở đâu? Vấn đề là đặt vào đâu? Ừ, đang không biết đặt đâu ấy. À đây đây đây, đây 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 đúng rồi. Đây 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 đây. Trời ơi nữa. Rồi. Gì đây? Trời ơi. Nhưng mà tình hình là cái thằng bot kia nó không biết tự heal, mình phải heal cho nó hay sao ấy. Thằng này báo nhỉ? Thằng này báo. À, nhìn con nhân vật của mình chất thế nhỉ? Bot báo vậy. Báo Nhung Nam. Enemy damage inflict. Mọi thay nhanh mở rộng. Nhập game rồi. Có mà. Yeah. Có thay nhanh thì đều có mở rộng nhưng mà. Dinner. Rồi cho em xem có thay nhanh mở rộng mà. Có con mới Waller, this little bird gas attract enemy foolish enough to close. Thế thằng bot đồ rồi. Deliver the supply to the diner. Mọi người mất thằng bot rồi. À đây bot rồi. Từ từ tôi đã bảo. Từ từ mua máu để heal cho thằng đấy đã. Đâu nhỉ? Ôi, deliver the supply to the diner này. Ờ. Thế là lại phải lần nữa. Trời ơi mang hộp. Rồi nha. Nào, bây giờ ai thiếu chàng bot nữa. Em là Ok đi. Em hơi tiêu cực. Thôi đi. Đi nhá. Thế cầm cái bóc đi. Ai cầm bóc, bà cầm bóc đi. Của tôi bắn nhá. Hai bóc với mày. Cầm bóc gì? Thế thì Bi cầm súng sấy chưa? Rồi, để đặt lên. Bot không biết cầm bóc kìa. Để đặt xuống để bắn tiếp được. Đi nhá. Ừ. Ờ. Đi. Nam nhắn kìa, còn ai chơi không ạ? Về rồi. Cho phút nhỉ. Và đây là đi đâu ấy? Shiny. À đi. Đi đâu ấy? Vấn đề đi đâu? Không biết. Đi thôi. Không bảo ông Nam vào cầm bóc đi. Mày vẫn dùng dao rồi đấy Quang ạ. Ôi giời. Open the gate, go the hop. Open the gate, gate là cái này hả? Bắn đi một con. Học đi. Ông nên đổi cái đế sang nút F. Tôi đổi, tôi đổi. Học cho nhanh. Tôi đổi. À. Ghét đâu? Em mở cửa à? Đây. Ghét là đâu? Cửa này à? Đây, đi. Anh Nam đấy hả? Hello. Mở cầm bóc đi anh Nam. Chích cửa. Bỏ thùng xuống bắn đi Quang. Đây đồng nộ của khách phải tới đây. Lần này thùng tiếc cái gì không bỏ hết xuống bắn. Ai à, cái gì phun, cái gì nó phun. Thằng sau này. Ba nghe thấy gì không nhỉ? Từ từ. Oh. Ôi da. Ủa. Sao? Đâu nhở? Thấy chưa? Đằng sau, đằng to. Đằng sau con này. Đi đâu ấy? Đâu? Chạy mẹ đâu ấy? Đây để em ra bắn nó. À đâu nó chạy rồi. Là con boss gì đây rồi? Là con boss hay sao? Thôi cầm thùng đi tiếp thôi. Rồi cầm thùng đi tiếp thôi. Đi. Đi. Mẹ. Ủa lại nó hô tiếp. Thôi bỏ túi, bỏ túi. Sau đấy ạ, ui dồi. Eww. Ủa đằng sau. Ấy da. Eww. Nó xích tao. Đâu? Ô cái đấy không bắn được, phải bắn con, còn phải con gốc. Con gốc kìa. Cái gì hoa hoa lửa kìa. Ấy da.
Cái đấy phải bắn con gốc thì nó mới thả ông bi ra sao ấy, chứ không bắn kiểu ấy được, không bắn kiểu vào nó được, em không thấy cái đam. Gonna need a second to fix this. Rồi, nhặt đi. Đi đi đi. Nhặt. À nhầm, nhặt lúc nào ấy? E. Ờ, tôi cũng nhầm, vừa nhầm F đấy. Need that. Mày. Con mẹ. Tiếp. Đi đường nào? Đường này. À. Trên đây, trên đây. Quay, trên đây. Oh, so I'm to blame? This way. This feels bad. Vào đây. Vào đây này. Mở cổng ra đi. Từ anh em ơi, từ. Từ ngoài này có crate. Con to, bi, bắn hộ. Này có gì đây? Đây này, this way này, mọi người đi. Đi. How? Ở đây đây, ACLD. Đây. À ok. Rồi, chuẩn bị nhá. Mày có điện nào ở đây? Mày này, bố mày cầm dao bố xiên mày. Ôi sao đi chẳng bốc vậy kìa, mọi người đang bê bết máu ở đây. Ơ lúc nãy anh bị bê bết máu mà. Bắn nhau thì vẫn phải xinh, vẫn phải đẹp nha. Ơ đi giờ thấp phun lửa kìa, nó thấp phun lửa kìa. Bắn nó. Rồi. Đi thẳng luôn. Từ này có nhiều cái hòm quá, từ. Đây, nhiều... đây này, đặt đây. Mọi người đã có vị trí ở đây rồi. Mở hòm lắm, mở hòm có gì lấy đồ đã. Ở đây nhiều hòm lắm. Cái đặt xong đi rồi ấy. Đặt xong đi rồi. Đâu, đặt đây á. Đấy, ở đây nhiều hòm lắm, nhiều các loại đạn. Đây có những nhiều hòm, ở đây còn đi phải có cả... À ha. Uầy, cho máu này. Anh em ơi. Cái gì, sao đấy? Anh em ơi, súng máy. Mọi người đặt vào xong là cho nhiều màu lắm. Anh em ơi, giải ấy đi, giải Mọi người giải mấy cái này ra. Repair, từ đang repair. Hồi chồng bot, thằng bot rồi. Bắn. Defend cái máy này, nhớ nhá, defend cái máy này. Ôi, đằng sau. Here comes trouble. Faster to get uglier and uglier. Ây à, ôi tôi xin lỗi nhá. Ông làm gì à? Tôi vừa mới bắn nổ cái kia. Defend nhá, 33 phút rồi kìa, 3 phút rồi kìa. I dressed as a nurse for Halloween once. Fucking stupid idea now. Ây da, đằng sau nữa. Kiểu thế. Con lửa kìa. Con đi đấy. Yeah.
cái gì á? Ôi là bà. Ủa. Phun nữa, một phun nữa. Để bom ném mày, để bom mày đấy. Mẹ. Anh lấy bom ném hết chưa? Ném hết chưa? Ném hết chưa? Con mẹ muốn ném bom hết này. Ủa, con lặn kìa. Con lặn như con Rick Sai luôn. Ném mày. Hết rồi. Hết rồi. Ủa. Good job. Oh, no. I meet you back here after you freshen up. Oh. Dinner. Mọi thứ thật là gì? Tao nghe thành nam lồn nhỉ. Rồi. Menu à? Come on, zombie tự đến đấy nhá. Ok, nào đi. Đi, let's go. Phá hoại làm gì ấy? Ném thử một phát nhá. Ô không, đây là bom. Còn zombie đấy, đi chung mày. Ờ, đây là bom, để phải khỏi ba. Quẹ. Nhiều gầm đâu nhỉ? Mà còn tí lao phải bắn con. Tí gần bắn được ạ. Em cầu có gì ạ? Đằng sau. Ây à, mẹ cái này. Từ, có khi em phải lấy cái spin chạy. Cái này có ít quá, cái này kiểu cứ hơi chạy tí như vậy. Tí tiếp mọi người. Đằng sau có gì ạ? Ô đi, phải tôi nhảy cao quá. Tôi nhảy cao quá, nó gây đam à, vãi cứt. Ừ. Dưới cầu có shotgun ammo này không? Đâu. Đây. Dưới cầu rồi. Dưới luôn. Rồi, dìa. Đây có gì đây? Dìa. Cái con này em xào mình từ bao giờ ấy? Đây à? Em thỉnh thoảng có nhét con từ cái chỗ lồn nào nó ra nó cào ấy ta. Ôi, cái bom nổ đến. Hả? Ủa anh? Còn mẹ em mày. À, mày cao đấy. Em chỉ cần ai. Ây! Cứu. Nhìn cái thánh quang thì mẹ sao còn nhìn thấy nó đâu. Em không nhìn thấy con. ai có băng đít rồi, xem tí. Thằng nào mà nhặt cái trong này rồi? Đây. Cái đấy thì nhớ mang đến xếp room để xem là cái gì nhá. Chứ đừng để đéo biết là cái gì đâu. Rồi, có ấy rồi, có. Ồ, nó ghi thế mà, nên ta đéo biết là cái gì, ta đéo nhặt. Đéo thấy cái tác dụng gì luôn đấy. Mang đến xếp room biết. Còn máu cho em xin, đằng sau mọi người, đằng sau. Đi tiếp, đi xếp rồi. Đây, có nhiều đạn này, tao quăng đạn cho này. Ui. Ôi, này à, anh em ơi. Từ, thằng nào thấp máu vào đây. Có heal máu free 4 lần này. Đâu. Bà vào đi. Mỗi thằng 1 lần nhé, ok, còn 3 lần free. À,
Ở đây hai lần nữa, một lần nữa thằng Quang với em gái đâu, mỗi lần vào một thằng đi. Đâu đâu đâu, nó là cái gì? À đấy là cái thủy thuốc kìa. À. Đâu? Trên tường. À đây. Đấy. Một đứa một lần free. Ok. Đạn thì nhặt hết đi. Need that. Nhặt hết. Ok, đi tiếp. Má ơi. Kìa, find the net kìa. Nhiệm vụ đấy. Kìa, investigate the Fallen Farm. Rồi, em đâu mọi người đâu ấy? IB đứng tận đâu ấy? À, cái này trong đây là cái gì ấy? Trông nó hơi máu me. Cặp giọt cân. Ra đây anh Bi ơi. Trong này cũng có mà. Nó kéo dài hẳn ra đây ấy. Con... không hiểu con gì nó dành ngoằng như này. Đi ơi, đi ơi. Đi vào nào đấy? Đi vào nhà mà kiếm đồ ấy, đi thẳng ra đấy luôn à? Ừ, đi thẳng đấy luôn. Destroy the nest. What the nest fuck? Loot. Oh shit! Sorry! Eo ơi, cái gì ấy? Tởm ấy. Cái này dài vãi. Đấy, đấy, đấy. Ôi, con này, con này, con này. Mua hết, mua hết. Giết nó, giết nó, giết nó. Thì này. Okay. Damn, what is that? Apart from fucking ugly. I don't even be. Gotta destroy it. Find out, Dita. Find all of the nest. Khả năng phải ném cái lửa, đưa anh ta ném lửa không ạ? Đâu, ném đi. Ném lửa hoặc bom gì đấy à? Đéo tác dụng, rồi em để xem số 5 làm gì ấy. Cái này làm gì ấy? Hay hình như phải tìm hết mấy cái ổ đấy rồi phá được hay sao ấy. Không biết. Trên này có gì ấy? Surreal ấy. Đạn này. Đi vào cái nhà xem có gì không đấy. Mọi người trên này có đạn này. Specimen container cái gì ấy. À, à, đấy đúng rồi. Ôi, đúng rồi, đúng rồi. Em hiểu rồi, 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 em hiểu rồi. Là phải cắt, cắt đứt, cắt dây dây đi áo cũng rồi. Hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Ây da. Ây da, ui đồ đốt em. Bây giờ mình phải tìm mấy cái... con to, con to, con to. Biết kìa. Anh thấy cái sợi dây nối lên nóc nhà ngái quá. Phải lên nóc nhà mà. Đúng rồi, phải lên nóc nhà, phải cái đấy. Phải cái đấy là trigger ấy nha mọi người nhá. Lên kiểu gì? Đang tìm lên đằng chỗ Vi kìa. Cái đằng mấy bụi dơ không lên được. À kia xe tải. Không lên được. Anh có cái xe công đông rồi, em lên được, em lên được, em lên được. Mọi người ơi, chuẩn bị trigger nhá, từ từ em heal đã. Từ 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 từ, cho lên hết đi. Ai, từ từ, có cái crate. Từ từ nhá, từ từ nhá. Thì mẹ revive toolkit ạ. Cài. Và bắt trigger đấy, trigger ấy nhá. Bu lên hả? Lên đây nhà bạn à? Dưới bao giờ? Yep. Từ trên cao quan sát cho dễ. Anh cứ bắn xa đi. Đánh với con gần nhá. Tay to kìa, tay to kìa, tay to kìa, tay to kìa. Ai da. Đây, da. Tôi đây rồi. Ai da. Ai da. Ai da. Anh có lửa đi, anh có lửa đi, anh có lửa đi. Ôi. Ôi. Có lửa đấy. Cái nó. Gì dở? Có lửa rồi, anh đau lắm. Ôi giời, sắp chết rồi. Ai ai có medkit thì cái gì không? Bà có heal cho tôi không? Heal được một lần này. Này Quang ơi. Không, tôi không, tôi không có bác sĩ đâu. Đâu phải cứ trời. I'll take that. Nothing some spit and tape. Ủa, wow, bây giờ ta xài đấy đi. Ờ, giờ, bây giờ có cứu được bé Nam không đây? Không. Ta thế thì chắc là mình sống lại. Xong game rồi. Đây rồi, đây rồi, tôi phá rồi, tôi phá rồi. À không, đây. Ơ, cái đồ này có ấy này. Cái đồ này revive team hết này. Chạy lên, chạy lên, chạy lên, chạy lên. Yêu, nó bắn tao đánh tao. Yêu. Đang chạy lên, đang chạy lên. Bắn thằng này đi. Đấy.
Yeah, my man has one. Có được không? Có được không? Bắn tôi đi ạ. Tôi nhìn nhanh quá. They get across the river again. Deliver a special semen container of the end. Vừa mới hồi xong thì mất nhiều máu vãi. Thì mày chết đây, tao ra cứu được không ta? Trông khó đấy. Đi qua cầu của gì? Đây à. Từ đang không biết là phải xuống cái gì này. Cross the river. Bơi qua. Không biết đi kiểu gì. Cứ nhảy xuống thì có. Cứ nhảy mẹ xuống đây mà không. Ôi kìa. Ê, đừng có lên. Ta thịt con mẹ với thế. Tại sao tao đéo bị bám thế mà thịt mẹ tao rơi luôn. Đấy, thịt mẹ ai bám được mà. Anh không quay được, anh không quay ấy được, không quay kịp ấy. Bên này sao quang, bên này sao quang, bên này sao? Đó, em cái lưới đấy không qua được đi. Cái lưới đéo qua được. Em chỉ có một đường thôi vậy. À không, em nhầm. Đây đây quang ơi, đây đây cross river này, đây. Chạy đi. Tay to kìa. Qua đi. Ôi, hiểm trợ chứ? Đằng sau cửa này là nhiều con đây này. Nhưng mà chắc là trong này có đồ ấy. Đào đi, cho có đồ ấy. Vào được ấy. Red U Evangelo. Sao có con bot ở kia? Điểm ra, điểm ra. No, cái bom nổ đấy. Mẹ Nam chất lâu quá, con bot bảo làm sao? Dịp này tao sống lại rồi. Wow. Còn mẹ cho mày nữa. Ông người vào đấy kiểu gì đấy? Treo cửa sổ em. Rồi, con bot vào không chết, anh Nam vào chết. Cầm mẹ. Báo mà, báo thủ. Continue to the safe room. Safe room ở đâu? Ôi. Nó nổ, Đi mẹ. Nó bắn kìa. Đang rất hay máu. Còn 200 đạn thôi. Còn mẹ máu rồi. Đi tiếp rồi kìa. Đi bên này à? Chuẩn không? Bởi vì... Đây, đi chắc men trong phải rồi. Đi men trong được. Ủa kìa. À, kéo ra. Cái gì đấy? Ký cái gì? Lại chết rồi. Waiting for available respawn location. Từ từ biết ơi, hình như là vừa đi xuống sông vừa chết luôn đúng không? Thế thì không được đi đường này, đừng đi xuống sông. Có thể đi xuống chết luôn đấy. Thế là bây giờ là phải đi, mình đi tiếp. Để xem mình đi, mình phải giải tiếp một đoạn nữa xong rồi anh Bim mới sống lại được. Đúng rồi. Bắn bớt đi được. Cái là respawn location ở đâu đấy. Xem cam. Sắp chết mẹ rồi. Tôi cũng không có máu. Đi tiếp rồi, đi tiếp. Nó kêu to khổng lồ. Thế em mở toolkit, mở crate. Nhà crate toàn cho súng thôi. Nhưng mà có ai, Nam mày còn cầm cái ba lô lúc nãy của mày không? Nãy tao chết thì sao tao cầm được nữa. Em gái nãy cầm rồi. Em cầm. Tại vì nó bảo là deliver the specimen container to end of the level. Để biết là cái gì. Đây này, set room này, mọi người vui này, vào luôn đi. Hurry up and shut that door. Em gái bỏ đấy ra mà. Đó, tí nữa bỏ. Không cần bỏ luôn. Có bỏ ra xem nó là cái gì ấy, tí nữa bỏ ra xem nó là cái gì ấy. Như cặp nó được bonus cái rồi thì hay sao? Đồ thôi, chắc đây này, duffel bag unlocked. Ok, rồi.
Chào.